review canh bạc ái tình, motif trả thù ngược tâm, từ bị hại thành người yêu kẻ thù. Trong thời gian gần đây, Đài Quân 31 vươn lên dẫn đầu về chất lượng phim ảnh khi liên tục mang đến những bộ phim bảo chứng về mặt nội dung, điển hình như Thiên Sứ Tội Lỗi do Bài Phân Kim Cha Nóc đóng chính. Dù từng được chuyển thể nhiều lần, nhưng tác phẩm vẫn thu hút nhiều khán giả trong và ngoài nước theo dõi. Nối tiếp Thiên Sứ Tội Lỗi, canh bạc ái tình Game Rắc Pha Ti Hang hay có tựa tiếng Anh Past Life Present Love hứa hẹn là bộ phim tiếp theo của Đài Quân 31 chiếm sóng mạng xã hội, là đối thủ đáng gờm với bất cứ tác phẩm nào chiếu cùng khung giờ hay trong khoảng thời gian phim phát sóng. Trong tuần đầu tiên công chiếu, canh bạc ái tình nhận về loạt tin vui. Không những được khen ngợi về tình tiết, rating phim trong hai tập đầu tiên khả quan, có dấu hiệu tăng dần. Để biết chi tiết về phim cũng như những điểm hay của tác phẩm này, mời các bạn đến với video review của Trạm nhé. Nội dung canh bạc ái tình. Minh là con gái của bộ trưởng Thoa Mốc và Căng Gia. Cô được ba mẹ yêu thương, đang du học tại Mỹ chuyên ngành dược. Tại xứ người, Mang hẹn hò và có cuộc sống hạnh phúc cùng anh chàng đầu bếp tài giỏi Táp. Cả hai đã tính đến chuyện kết hôn, chuẩn bị về chung một nhà. Khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, gia đình Minh xảy ra biến cố, khiến cô phải gấp rút trở về Thái Lan. Lần trở về định mệnh đưa Minh gặp Ti Đác, con trai của Thana, chủ công ty dược phẩm lớn. Vòng xoáy số phận khiến Minh và Ti Đác trở thành kẻ thù, vô tình trở thành nạn nhân của trò chơi quyền lực và tiền bạc. Motif trả thù đáng mong đợi. Đúng với cái tên canh bạc ái tình, bộ phim là trò chơi căng não, nơi các nhân vật dùng tình cảm để đặt cược. Trở về Thái Lan, Minh chứng kiến cái chết bí ẩn của mẹ ruột. Không những thế, người yêu cô cũng đột ngột qua đời, trên người đầy vết tích, cho thấy anh từng bị đánh đập dã man. Cùng lúc mất đi hai người thân yêu, Minh đau lòng, nhưng không hề tuyệt vọng. Cô quyết tâm truy tìm sự thật, báo thù cho người thân. Trái ngang chồng chéo, nghi ngờ Thana là thủ phạm, Minh mạo hiểm làm dâu nhà Thana để tìm chứng cứ buộc tội ông. Trớ trêu thay, người mà Minh luôn xem là con trai kẻ thù, Vi Bác, dần in sâu vào tâm trí cô. Hai người nảy sinh tình cảm, dẫn đến hiện thực xé lòng yêu không được, nhưng ghét cũng không xong. Cốt truyện canh bạc ái tình còn trêu đùa nữ chính khi linh hồn của Boss nhập vào thân xác của Ti Đác sau khi hai người gặp tai nạn giao thông. Pháp là con của bà Quan Rudy. Kể từ nhỏ, anh đã không được gia đình yêu thương. Mẹ ngoại tình với chú Tana, cha qua đời. Từ lúc còn là cậu bé cấp 1, Pháp phải ra nước ngoài sinh sống, bị cha dượng, đồng thời là chú, cấm quay trở về. Sự lạnh lùng của người thân khiến Pháp không muốn trở về quê hương. Thế nên, khi bạn gái khuyên về Thái Lan sinh sống, Các đã một mực từ chối và hai người phải tạm xa nhau. Ti Đác là em trai cùng mẹ khác cha của Park. Trong hai tập đầu tiên, nhân vật này không xuất hiện nhiều. So với Minh, Park, Thana, Ramok, Ti Đác là người có hành tung bí ẩn, tính cách cũng không được tiết lộ cụ thể. Không tiếp xúc từ nhỏ nên tình cảm anh em giữa Park và Ti Đác gần như bằng không. Lần gặp thứ hai của hai nhân vật này là trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Và khi Park qua đời, linh hồn của anh nhập vào thân xác của Ti Đác. Linh hồn bạn trai cũ bỗng hiện diện trong thân xác của kẻ thù, đưa nữ chính vào thế khó. Liệu cô nàng sẽ từ bỏ tình yêu hay bất chấp tất cả để yêu một lần nữa? Nữ chính quật cường. Ngoài thân phận thật giả bất phân của Park và Ti Đác, canh bạc ái tình còn gợi được sự quan tâm của khán giả với cách thiết lập nữ chính thông minh, quyết đoán. Mẹ qua đời, một ngày sau đó lại đến bệnh viện nhìn bạn trai bước vào cửa tử, thế giới của Minh như sụp đổ. Dù trong thế rối bời, nhưng Minh nhạy cảm, tinh ý phát hiện dấu vết lạ trên người bạn trai. Sau đó, nhân vật này bắt đầu nhận ra những bí ẩn được ai đó cố tình giấu kín. Từ nữ nhân đang tan vỡ, Minh trở thành nữ anh hùng của bộ phim, dẫn dắt khán giả vào hành trình truy tìm sự thật. Cách nữ diễn viên Minh Be Cha Gia thể hiện Minh cũng được lòng người xem. Không phải loại nhân vật mặc váy, mang cao gót để đi phá án, tạo hình của Minh trong phim đơn giản, với tâm lý cứng rắn, mạnh mẽ, hành động dứt khoát. Được cha động viên đến Mỹ để tiếp tục việc học và sinh sống, tránh xa mớ rắc rối hiện tại, nhưng Minh từ chối, xin ở lại để đòi lại công bằng cho mẹ và bạn trai. Cô biết rõ Thana là ác quỷ. Thế lực cùng những việc làm xấu của phản diện này được rót vào tai Minh kể từ khi cô gặp ông. Tuy vậy, nữ chính lại không sợ hãi mà bạo gan vào hang cọp để bắt cọp con. Tình tiết giật gân, drama kéo tới liên tục. Điều thú vị khi theo dõi canh bạc ái tình là khán giả liên tục chìm trong drama. Những trái ngang, bí ẩn lần lượt kéo đến, khiến người xem không ngừng động não, móc nối các chi tiết để giúp Minh nhìn ra sự thật. Giống như cảnh Park gặp tai nạn, những tưởng cuộc đời anh đã chấm hết thì nhân vật này lại nhập hồn vào Ti Đác, kéo tâm trạng của khán giả từ vực thẳm lên mây cao. Trong hai tập đầu tiên, vai diễn Ti Đác của phim Thana Park không có nhiều đất diễn, thế nên thân phận của nhân vật này gợi sự tò mò ở người xem. Đến khi Park lãnh cơm hộp, Ti Đác mới chính thức trở thành nam chính của phim với những câu chuyện chờ ngày được bóc tách.
Nam diễn viên Sam Yuranung nổi tiếng là người chuyên trị vai ác và đến với Canh bạc ái tình, ông tiếp tục thể hiện kỹ năng diễn xuất qua dạng vai này. Cái hay của Sam Yuranung là khả năng khiến người xem ghét chỉ trong vài phân cảnh. Với những gì được thể hiện trong Canh bạc ái tình, dự đoán rằng ông Thana sẽ là một trong những phản diện ấn tượng của màn ảnh Thái Lan năm nay. Tổng kết, điểm trừ dễ phát hiện của Canh bạc ái tình là phần âm thanh chưa được xử lý tốt, đôi lúc bị nhiễu hoặc lẫn tạp âm. Thế nhưng, lợi thế về cốt truyện hiện khiến nhiều khán giả phân tâm và không đặt nặng về điểm trừ này. Trong thời gian tới, người xem đang nóng lòng đón chờ những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Không biết rằng Minh sẽ làm như thế nào để moi thông tin từ ông Thana, không biết nữ chính sẽ phản ứng ra sao khi yêu bi đáp và phát hiện linh hồn của anh chính là bạn trai cũ. Canh bạc ái tình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai và thứ ba hàng tuần trên kênh World 31, Mondi và kênh YouTube World 31. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi bộ phim vào cùng khung giờ trên FPT Play và TV 360. Hãy cùng theo dõi trạm giải trí và trạm phim review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé!